Xin chào anh em, hôm nay em giới thiệu với anh em đây là loại lá gió của hàng Tiệp nghe, 9 ký đời cũ, giờ đời mới. Thì cái hàng 9 ký đời cũ mới nè, thông thường nó xài zin chuẩn á, nó xài bằng nhựa màu trắng nha. Còn nhựa màu trắng. Nhưng mà cái lá gió nhập á, mình sao phân biệt với lá gió nội. Cái lá nhập mình nè, anh em lật sau lưng lên nè, có cái số nha. Anh em lưu ý nè, có. Đó, như thằng này có số 2 nè. Nó đóng từ số 1 đến số 9 nha. Thằng này là số 2. Anh em nhớ là cái số là cái số nổi chứ không là số chìm nha. Số này Việt Nam là không được đâu. Số này khuôn người ta đổ nổi luôn. Gờ lên là nó cộng với tay mình chứ không phải là chìm giống như số không ra. Đó. Rồi chất liệu hoành nhựa lá gió này nhìn nó rất là trong. Anh em nhìn rất là trong nha, trong khe luôn. Ưu điểm là hàng nhựa rất là dai. Bởi hàng zin nó bền hơn nha, lá zin đây. Đây nha, nó bền hơn. Đó. Anh em nhìn cái viền nhựa rất là trong, bóp rất là dẻo, nó khó gách lắm. Còn ngành lá nội nè. Lá nội nè. Nha, lá nội kêu lá Việt Nam thì anh em nhìn nè, sau lưng nó không có số, nhìn nó rất là xù xì. Không có số gì hết á. Nha, nó hai nhìn cái quyền nè, anh em nhìn này rất là đục. Nha, đục mà dày. Đục ngầu à. Bóp rất là cứng. Thì thằng này nhựa nó giòn, nó dễ bể hơn. Anh em lưu ý vấn đề đó. Thằng zin nó có số thôi, chứ ngoài ra không có số là Hà Nội hết. Nha. Đó. Không có số là nội hết, zin là có số. Đó. Có số nè, số 2 nè. Anh em nhìn kỹ nè, số 2 nè, thấy không? Đó, số nổi nha. Số này khó nhái, liều nhựa ra trong bóng nha, hoành này nó trong khe à. Đó, em lưu ý vấn đề đó. Còn nếu mà anh em xài này thì lâu ngày bị lỏng không, anh em xài lá gió silicon đi. Silicon nè, này cao cấp nha. Silicon ưu điểm thằng này nè, nó bờ độ bền gấp 5 lần tuổi thọ của hàng zin, nhưng mà thằng này tăng kích thước lớn lên được. Thông thường chuẩn nó là 25 ly mà cái ống mình bị rộng rồi, bỏ vô hơi nó không mạnh thì mình tăng này lên 25 ly 2, 25 ly 3, 25 ly rưỡi nha. Thằng này độ thọ rất là cao, xài rất là êm nha, được rất là mạnh đó. Thằng này silicon cao cấp nè, hàng tăng cost cao cấp. Thì hiện nay anh em này, anh em chuộng cái thằng này rất là nhiều, tại đời cũ mình thông thường nó bây giờ nó mòn rồi, anh em chơi không căng không có ngon, anh em chuyển qua này hết. Hiện nay này là trên thị trường là không có đối thủ luôn nha, rất nhiều anh em ưa chuộng đó nha. Thậm chí nhiều anh em xài mà đời mới á, xài lá gió cao su màu đen này nè, thằng này rồi nó đập nó kêu rất là to, bóp bóp vậy. Nhiều anh em tiện quá thép lại lấy lá gió silicon nè, đóng vô xài cho độ êm nó tăng độ êm lên, thứ hai nó mạnh độ mạnh lên. Cao su này thì nhược điểm là để lâu nó hay bị bể nha, hay bể. Thì anh em nhiều anh em mua lá gió nó về nè, tiện cái đầu thép nó vô, đóng lá gió nó vô xài nha, xài lá gió này nè. Silicon này có hai loại, màu trắng với màu đỏ, thằng này màu trắng nha. Đó, thì anh em mà xài cái thằng này nè, 12 ký hay 9 ký gì đó, cần tiện cái gì đó gửi cho mình, mình tiện cho đắp lá gió luôn nha anh em, về bỏ vô xài thôi nha, bỏ thép một thép zin. Đó, thì nhiều anh em ta cũng đổi vậy đó. Còn này nó nhược điểm nó kêu rất là to, nhưng mà để lâu nó một lá gió. Đó, thì cách nhận biết lá gió zin lá gió nội là vậy nha. Cái Hà Nội em có cái Hà Nội zin, lưu ý anh em là Hà Nội không bao giờ có số nha, chỉ có Hà zin có số thôi. Còn ngoài ra Hà Nội không có số là Hà Nội hết, chứ không phải là không có số là hàng nhập đâu nha. Thì là hàng zin á có số thôi. Đó, lá zin đây, anh em mua hàng là được lật ra phía sau coi có số anh lấy nha. Những nhìn các nhựa nhựa nó khác nhau hoàn toàn, độ bền nó cao hơn. Đó. Còn lá này thì sẽ tăng cost cho anh em, thành cái ống bị lỏng. Rồi anh em cần alo số điện thoại này mình tư vấn cho nha. Bên mình có hàng nhập đầy đủ luôn, và so nhập luôn.